Từng bị ném đá dữ dội, Linh Kha giờ trưởng thành với thu nhập khủng, tạo nhà siêu hoành tráng ở tuổi 18. Quá khứ rồi thì mình cũng không nên đào lại làm gì đấy. Đấy, nó là một bài học của em và thật sự thì không thể trách ai khác được. Điều trách duy nhất đó chính là phải trách bản thân mình trước. Linh Kha tên thật là Chu Diệu Linh, sinh năm 2002 tại thành phố Hà Nội, đã trở nên nổi tiếng sau khi cùng nhóm bạn thân gồm Chi Bé, Long Hoàng và Long Bi thành lập nhóm Hot Teen vào năm 2017. Thời điểm đó dù mới 15 tuổi nhưng cô đã trở thành hiện tượng mạng nổi bật. Cụ thể, nhóm của cô bị nhiều cộng đồng mạng ném đá khi không có tài năng nổi bật mà thường tìm cách làm trò và có những phát ngôn được cho là thiếu suy nghĩ. Điển hình như Linh Kha từng nói điểm số cấp 3 và đại học có thể mua được bằng tiền. Đây cũng chính là scandal lớn nhất mà cô từng gặp phải trong sự nghiệp. Mặc dù liên tục đăng tải các video cover những bài hát đình đám từ nhạc trong nước đến quốc tế, nhưng nhóm của cô nàng đều không được đánh giá cao. Cho đến khi thể hiện ca khúc Fake Love của nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc BTS, cô vấp phải sự ném đá dữ dội đến mức truyền thông nước bạn cũng phải đưa tin. Nhắc về những lùm xùm trong quá khứ xuất hiện tại một chương trình truyền hình, Linh Kha từng bật khóc và cho biết mình vô cùng áp lực khi có 100 người thì bị 80 người chê trách. Sau khi gây được sự chú ý nhất định trong 2 năm đầu, vào cuối năm 2019 cô nàng quyết định nam tiến. Tại thành phố Hồ Chí Minh, cô bắt đầu nhận được cái nhìn thiện cảm hơn từ phía công chúng, đồng thời thu được khối tài sản khủng so với bạn bè cùng trang lứa, khiến nhiều người phải trầm trồ. Hot girl này từng cho biết mình tiêu tiền khá hoang phí, điển hình như có tháng đi du lịch Hàn Quốc 10x tiêu đến 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, cô cũng tiết lộ mình thường được nhận khá nhiều dự án quảng cáo và kiếm được số tiền khoảng 100 triệu đồng một tháng dù còn rất trẻ. Tuy con số này không đến mức nửa tỷ đồng một tháng như nhiều người đồn đoán, song cũng đủ để cô thoải mái mua những gì mình thích và tặng mẹ. Ngoài ra, cô cũng cố tiết kiệm để mua nhà, mua xe và đầu tư kinh doanh. Cuối năm 2020, cộng đồng mạng từng lan truyền thông tin hot girl này mua được nhà chỉ sau hơn 1 năm làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người thậm chí còn chỉ ra rằng nơi cô sinh sống là một tòa chung cư khá nổi tiếng tại Sài Gòn, cho thấy số tiền cô tậu nhà không phải rẻ. Và nếu thường xuyên theo dõi Linh Kha, không khó để nhận ra 10X cũng là người khá yêu thích đồ hiệu. Về đời sống riêng tư, nhiều tin đồn cho rằng cô xuất thân trong một gia đình trăm anh thế Việt và cha mẹ cũng chính là chỗ dựa vững chắc để cô từng bước phát triển sự nghiệp. Trong khi bạn bè cùng nhóm hot teen ngày ấy đều không gây được quá nhiều tiếng vang, dù vậy đến nay Linh Kha vẫn chưa chính thức đề cập đến vấn đề này. Trong quá khứ, cô cũng vướng tin đồn có tình cảm với ca sĩ Will sau một lần tham gia game show và nói rằng mình là fan của nam ca sĩ. Tháng 7 năm 2019, cặp đôi được cho là đi du lịch tại Singapore cùng nhau. Will cũng đăng tải tấm hình chụp chung với hot girl lên mạng xã hội khi cả hai cùng tham gia tiệc sinh nhật của một người bạn. Tuy nhiên, Diệu Linh một mực khẳng định mình và đàn anh chỉ là đồng nghiệp. Linh Kha thử sức ở lĩnh vực làm vlog, đóng MV cho các ca sĩ và nhận lời mời chụp hình quảng cáo nhiều hơn. Xuất hiện trong một vlog của nam ca sĩ Quang Vinh, cô nhận được nhiều lời khen khi có cách giao tiếp lễ phép và chững chạc hơn xưa. Trong các MV và quảng cáo do cô góp mặt, nhiều cộng đồng mạng cũng cho rằng đối diện số của 10X ngày càng trưởng thành và nếu cố gắng trau dồi trong tương lai, rất có thể cô sẽ gây được nhiều dấu ấn. Đáng chú ý, Linh Kha cũng cẩn thận hơn khi xuất hiện trước công chúng, không còn những phát ngôn gây tranh cãi như trước. Dù vậy, hiện tượng mạng một thời vẫn giữ nguyên phong cách ăn mặc có phần thiếu vải để khoe trọn vòng một cùng lối trang điểm đậm. Thậm chí từng dính tin đồn chỉnh sửa lại gương mặt, ngắm nhìn những bức hình do Linh Kha đăng tải trên trang cá nhân. Nhiều người hâm mộ cho rằng cô rất hợp với phong cách hiện tại, song cũng có ý kiến nhận định ở tuổi 19, Linh Kha nên theo đuổi phong cách trẻ trung và năng động hơn. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.